top 3 giống chó to và khỏe nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết. 1. Ngao Tây Tạng. Mãnh khuyển ngao Tây Tạng được mô tả là giống chó to hơn sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai. Cụ thể, một con ngao Tây Tạng trưởng thành có thể đạt đến chiều cao 1,2m và nặng tới 110kg. Với hàm răng sắc nhọn cùng lực cắn lớn, ngao Tây Tạng có thể giết chết bất kỳ con thú nào chỉ bằng một nhát cắn. 2. Kanga. Kanga là một giống chó to lớn, khỏe mạnh và có một bộ khung xương rất vững chắc, với cân nặng lên tới 60kg. Kanga được cho là có lực cắn bá vương mạnh ngang sư tử. Do ngoại hình và kích cỡ to lớn như thế, chúng được sử dụng hiệu quả trong việc bảo vệ gia súc chống lại các loại thú ăn thịt như chó sói, gấu hay các loại chó rừng khác. 3. Alabai. Đây là giống chó khổng lồ dũng mãnh nhất vùng Trung Á. Chó Alabai có chiều cao cực khủng từ 70cm cho tới 110cm và cân nặng có thể lên tới 110kg. Chúng có kích thước to lớn nhất vùng Trung Á và thuộc vào top những giống chó to lớn và khỏe nhất thế giới.